và sông cơ rộp chùm rì xú bây mật bọc mai bọng bóng nét anh ta nì dùng tạm đán rô bàn đà sang khôm YouTube đang khăn ông bỏ tế nâng cao bỏ tế thang ngọc nế. Và thằng ngày đi vô một chút nít xa chít mây mật đòn tiết hỏi. Và thằng ngày đi phòng đáy chăm bà cơ bàm bò nôn dùng nâng ạ bọt bò rô miễn rừng ra hơi thamay thamay nâng khai phái chăm nôn bày ạ bọt đà mây lực dù mà án chai chôn bây mật bọc mai bọng bóng. Tức ọc nít xa cầm sán. Bà hãy tạm mừng khi mà thưa các anh, chúng ta có sống mấy bài mà tình ọc này cũng phải chú cho nhớ subscribe channel bọc nhớ mà nhạc mùi phóng đam bây nâng từ trụ bàn nâng ạ đọc bọt phô rộm yên. Bà thamay nâng rừng rào phái phái bí rục nhóm bàn chìa riêng rõ thang ngày. Bà thay đạt bọt phô rộm yên tìm mùi đi đây mình chìm đoàn chừng thả đặc cụ đứng đăng tự tiết bà ra đùa mà tố rồi luật đáy bà ra sợi sân lọc. Nụ, mà chế bài mật ở hàm sử dụng cho và đọc hãy bệnh mật bệnh trần thần rừng ra này bà nông miên đầy khlâm sát thì chứ dân ăn được chứ bà kết sân nông mở rõm bệnh mật phục mai bóng bóng thịnh ọc này nghe mà tạm làm tiết sân hát chứ mô nông chứ bà thịnh ọc này bà nông khát sử bài riêng cú đơn đăng vầy khmê bà nông mươi cú bà nông khá nha bà nông mộc châu bà nông rùm khăn nông bì chì chụp liêng nông tiết mật phía rùi cọ phạc xì bà nông tăng bì bạc rò hốt đò thang ngay rò xí có liêng mật phía tờ lọp tập tiết vinh tiết sản phía bà sử vâng chụp chuông hỏi tu bây tu chìa mật phía và khuất giá ná có mình sẽ đáp bà tị bấm phốt chi chanh bị tiết mật phía bàm bà mán. Bà đọc nhìn tí có chút cựu thân bà chú ra cho đùa mật tấu đòi bà khuôn anh. Bà nà lại kháng bố rộng rộng bù bà rộng lọt đầy chương mà tịch chúi châm nay bà kháng sấy sân lọc bà sử đọc sử đăng. Bà hát ca cựu thân ạ chú ra cho đu bà rộng mơ tô đòi khuôn anh khẳng lớn đi bàn cà làng cà bì về liền mau bà rộng bay nâng xa xa nơi tì rô xí thân ngay tì đập rộng bì khai cà đá chân nằm bì bọn đập rộng bay nơi lời cầm nọt lời lùm mùi xa thân khăn nông bà phùm bồ thông mấy bà không xa bài tài diễn xa rộng cầm bông rôl bà ta chôn rộng cựu thân bì nẹ đai bà ta tu rộng rộng bù đòi bà ta xa miền lùm nơi bà kháng cát bà xa ở chì phú sân cát bà đà chì rọ bàn mật tê kì rong mò vật nền tì bí chmô lăng bà đà lì đá phết sợi ở dụ đập rộng bạch nám miền lùm nơi sân cát xoài tứ bà kì rong xoài riêng khách nẹ tiàng bí chìa cù đần đần nâng kìa nâng chì bà đà mô tô mùi cường mà bà đà sko bí bò xò. Bà tạm bà phố bà bì cân lãnh cát hát bà nè đăng thà nè môn bê cát hát chân rộng cua tên bì nè đại chì cụ đăng đăng nâng khí nế bàn chì mật tàu đặc khí nế mộc chô rùm kàm bì thi chụp liêng tịch tui bà đà nợp tiết mật phía sật khăn nông phùm khôm cát hát kháng lớ lượng mộc đó có miếng bà kàm bì thi chụp chôm mật khí nế phạc xì tăng bì bạc bà rà hốt đò bà rà vê lìa mọc bây nâng xa sân tê rà xiên tờ bà chụp tập chân rộng cua tại vì nè bà nông khía liền mà chạp tiết bầm nông trở lọc từ tiết vĩnh lại xa tại khơi sắp hiếp bộ rõ chạy cụ đơn đắng sở vâng chủ chuông là từ hỏi từ mật phía bàn khuất khu thạc bà ơi nè bà đã tiền phí từ xâm rạp tiết rồi bọc luôn mùi dục sân tư khai kai bà đã miền cụ thân ạ tam phơi bằng tay tu bà chê mật phía bà chê giếm khuất chá ná có kháng bố nơi tài mật bố đòi xâm án tháp bà nhập chủ nơi ri chạy cụ đơn đắng từ lập tập tiêu vinh là mối miền ca nghe rồi vô phó mình ai bắt xâm rạp bàn tê bà bây mất át bắt bỏ ra mình tìm mùi ní bệnh cơm mình tập bàn năng tiếp bàn chân dân mà tạm làm tiết sản áp bàn năng át bắt bỏ ra mình tìm bì vinh mà đo bàn đầy mình châm nón chân thá bà kà nạp bạc xâm phô nằm bây bà chìa thập tay nơi tay ra xa bà ra châm hô bà ra xin là cô châu bó cú bà cụ thể xa nhà bà đã thích bà đã mùi một cốt bà đã khẳng nạc cô cho bó bà đề xài bà phân nông bình lô cầm bì xin áp đồ thiên kết áp bà xâm phô nông bây bà chìa thập tay nơi khẳng nông bà đã xa nịch tế bà xa bà lò miên xa đầy bì chùm hô bà đã rộ bò kết nạp bà xâm phô nông bây bà chìa thập tay chùm bù kà bà chân nọ chìa tăng đông nàng riêng nây bà đã tình ca tì bà mùi chân nàm bì bòn đập rộng bây nơi Campuchia bà bất tư nơi bà thường ngày chì đập rộng bốn khai kà kà đà bà nơi vì miễn bị phục thông mây sản xuất đòi bà đồ lộn bàn bình chạy thá cân nạ bạc bạc xâm phuôn nằm bây bà chìa thập tay bà bình chạy châm hô bà đồ bọc luôn nằm bây ra xa bà ca xâm ngát ra bọc nẹ bạc náu trời cúc xa nhà thị khăn nông bạc bạc ọp buồn trốn bọc vay bà đồ tối bà tài mùi một cột
លោកកមិស្នាបានបន្តថាបើការអនុញ្ញាតឲ្យបារោអ្នកបោះឆ្នោតអាចគូសសញ្ញាបើគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយក្នុងចំណោមគំនូសបើសញ្ញាក៏ច្រើនប្រភេទយ៉ាងដូចចេះបើគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលខ្វះបារោសុក្រិតភាពនិងបាត់ទ្វ័យប្រហែលព្រោះវាបើវាបានຕົកបារោឱកាសឲ្យជនបារោឬក្រុមបារោជនខកខូចអាចទិញលក់បារោសញ្ញាឆ្នោតឬក៏គម្រាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតបានដោយបង្គាប់បារបញ្ជាអ្នកបាត់លួងលោមអ្នកបោះឆ្នោតបារឲ្យគូសសញ្ញាគ្រប់គ្រងបែបនេះឬបែបនោះដែលខ្លួនបានកំណត់បើការបោះឆ្នោតដោយបារស្ថិតក្នុងបារលក្ខខណ្ឌនេះបារវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតដែលជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មានចែងបើក្នុងមេត្រាបា76ថ្មីបាក៏ថាបាខណ្ឌទី2បារណីរដ្ឋបារធម្មនុញ្ញមេត្រាបារទី5ក៏ថាបាខណ្ឌបាទី1បារមេត្រា106និងមេត្រា120ក៏ថាបារខណ្ឌបាទទី2អទី3ចំណុចទី3បារនៃច្បាប់បារស្ដីពីការបោះឆ្នោតបាទលោកបន្តថាចំពោះយុទ្ធនាការបាទមរៀមដៃសម្អាតបាទរបស់អតីតប្រជាឆាំងគឺមិនគួរឲ្យមានបាទនៅលើទឹកដីកម្ពុជានឹងជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដូចជាលោកកឹមសុខាជាដើមមិនគួរត្រូវបានដោះលែងឲ្យមកចូលរួមបាត់របស់ឆ្នោតនោះឡើយហើយបាត់អតីតបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគួរបាត់មានវត្តមាននិងក៏កើតឡើងវិញនៅលើបាត់ទឹកដីកម្ពុជានោះទេបាទលោកបន្តថាច្បាប់បារលិកឬបារលិកខាត់បាត់ស្ថានកិត្តិយសបាត់ដែលទុកឱកាសឲ្យបរិជនខកខូចអាចបាត់កេងចំណេញដោយមិនត្រឹមត្រូវដោយទុកបរិចរិតលើបាត់ភៀបចន្លោះបាត់ប្រហោងនៃបញ្ញតិបាត់របស់បាត់ខ្លួនគឺនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បារគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបាត់នឹងបង្ហាញអំពីបាត់ភៀបទុនខ្សោយនៃប្រព័ន្ធច្បាប់គណៈបារកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបោនៅថ្ងៃបារទី16ខែកក្កដានេះបានលិខិតបារជម្រាបជូនមកលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអបិប្រជាធិបតេយ្យករណីបានសំណើសូមធ្វើបារវិសោធកម្មចំណុចបារ8បារក្បៀស11និងក្បៀស1នៃប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របារនៃទីការទី6ឆ្នាំ2018បាទប្រិមត្តគឺស្គាល់ហើយលោកខឹមវាសនាកំពុងណជេដល់ប្រសងក៏គាត់មិនលើកលែងណាអបិនេះបាទបងអ្នកដែលចូលបាទនៅប៉ារបស់គាត់ទាំងអស់បាទមិនថាស្រីមិនថាប្រុសមិនថាក្មេងមិនថាចាស់គឺសិតតែឪពុកម្ដាយគឺមិនមែនជាអ្នកមានគុណនោះទេគាត់តែងតែនិយាយថាបាទខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ប្រៃមិននៅ LP បាទអ្នកចូលរួមមកឈួតម្ដងវាថាម៉ែឪមិនមានគុណសម្រាប់វាទេបង្កើតវាមកនេះដោយសារតែពួកគាត់សុបាយបាទសុបាយភ្លេចខ្លួនក៏មានរូបវាអើយពួកអស់នេះដល់កបាទម៉ែឪវាកាត់មកងំថាអត់ធ្ងន់ផែនដីទេបាទហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លើផ្ទាល់ទៅមកវាថាម៉ែវាសុំលុយ10ដុល្លារវាថាបើសិនជាម៉ែវាសុំយកទៅទិញបាយឬក៏ទៅទិញអីហូបវាថាវាសប្បាយចិត្តណាវាឲ្យតែគ្មានការសោកស្ដាយតែវាថាមកយកទៅធ្វើបុណ្យវាស្ដាយណាស់ប្រិមិត្តទៅឈួតចឹងទៅអបៈនេះអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានបន្តទៅទៀតបាទកោចោបោបានប្រកាសថាបន្តពីបានបាទពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទលើទស្សនវិជ្ជាបាទច្បាប់និងបាទទស្សនវិជ្ជាបញ្ជាក់ចៃកទេសដែលជាបាទបាត់ពិសោធន៍នៃការអនុវត្តការងារបោះឆ្នោតកន្លងមកគូជោបោមិនអាចបាត់ធ្វើវិសាស្ត្រកម្មបាត់លើចំណុចបាត់8/11បាត់/1តាមការបាសនាសមបានឡើយបាត់ការសម្រេចរបស់គូជោបោគឺផ្អែកបាត់លើមូលដ្ឋានច្បាប់និងបាត់ពិសោធន៍នានាបាត់កន្លងមកការតម្រូវឲ្យបាត់អ្នកបោះឆ្នោតគូបាត់សញ្ញាធីតែមួយគត់ដើម្បីបាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនៅលើបាត់សញ្ញាឆ្នោតនិងបាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបាត់បញ្ញត្តិបាត់ក្នុងកថាខណ្ឌបាត់ទី2នៃបារមេត្រា105និងមេត្រាបាត120ដែលកំណត់អំពីបាររបៀបគូសបារលើសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានចាត់ទុកដែលត្រូវបានចាត់ទុកបាទជាការតាមរយៈគំនូសសញ្ញាបាទតាមបាទស្នាដៃបារនៃបទបញ្ញត្តិបាទនេះគ្មានបានចែកបាទតម្រូវឲ្យបានអ្នកបាច់ឆ្នោតត្រូវតែគូសសញ្ញាធីបាទតែមួយគត់នោះឡើយមានន័យបាទថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យ
បោះឆ្នោតគូសញ្ញាគ្រប់គ្រងទៅលើបារសញ្ញាឆ្នោតរៀបវាលែងបានតែគំនូសបានសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើឲ្យគេស្គាល់បាននៅបានអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដោយចែងក្នុងចំណុច3នៃកថាខណ្ឌទី3មាត្រា120បរណីបារអញ្ចោបបាររអតរចុះបេរីស្គូរទេស្នើសុំលបយោស្អីចឹងបោះឆ្នោតចឹងមកសញ្ញាកនគុបាទគឺមិនឲ្យស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណម្នាក់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើម្នាក់គូដល់20ទៅវាមិនជាប់អត់ទៅហើយចិត្តរនដឹកទៅមកធ្វើដល់មេបកគេចិត្តមានអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងកើតដែរប្រិមត់ដូចចឹងបាទការទទួលយកបាទបាទជាបានបាទការនៅបាទគំនោះបាទសញ្ញាគ្រប់គ្រងបាទជាទូទៅនេះបាទត្រូវបានអនុវត្តតាំងពីការបោះឆ្នោតបាទអសភាធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1990ដែលរៀបចំឡើងបាទដោយបាទអូនបរតៈមកម្លេះឲ្យបាត់ពិសោធន៍ដល់ល្អបាទនៃគំនូសបាទសញ្ញាគ្រប់គ្រងទូទៅនេះក៏ត្រូវក្នុងបាទបរិបត្តិបាទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអូខេប្រិមត្តអត្តបទព័ត៌មានទាំងអស់នេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចន្ទតែខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅត្រឹមនឹងបាទតែមុនបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសរាល់ការថាធ្វើការថាទីបាយទៅពាក្យសម្ដីលើលោតខុសខ្វះខាតមិនសមរម្យត្រង់ចំណុចមួយណាក្ដីខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបានផងបាទអូខេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា